cái chuyện mà nó làm co mạch ở trong cái bán cầu não mình thôi. Cho nên là ngay bác sĩ là bị đi hai là cũng đau khổ mà chữa cũng phải là ok lắm mà. Do vậy là mình hiểu một điều là gì, đó là do cái mạch máu nó bị thu hẹp lại ở trong cái bán cầu não, chỉ nó thu hẹp lại và khi máu đi qua đó nó bị trở ngại, và khi trở ngại xong thì cái chuyện mà nó làm tăng cái một cái sự co thắt đó, là cái cơn đau chính là cái sự co thắt của bao mạch để nó làm cho cái mạch máu được lưu thông. Do đó là cái cách trị liệu mà tích cực nhất đó, vẫn là phương pháp chườm nóng đường ngang. Rồi cái thứ hai là chị chườm nóng hai lần một cảnh. Nếu như chị mua được hai cặp đá thì tốt nhất, một cái là chườm nóng gan, một cách cái là chườm cái lòng mạch cảnh. Sau 2 giờ đồng hồ mà chườm nóng xong rồi á là chị ngủ, chị xong chị thức dậy mà chị thấy còn nóng, chị lấy cái đá ra chị chườm trực tiếp ở lên cái vùng mà đau, tại vì nó chỉ đau có nửa đầu và nó làm cái cơn co giật từng cơn thôi, đi hay là vậy. Nhưng mà khi mà chị làm cái đấy mà máu mạch máu từ cái hai mắt và cái lòng mạch cảnh nó tháo đưa lên não nó nuôi đầy đủ, rồi chị chườm nóng đấy dần dần nhé, nó tái tạo lại cái những cái máu mạch nào đó hơi bị trục trặc kẹt rồi đó, nó sẽ hồi phục lại từ từ. Bởi vì thực ra là ngay cái chỗ trên đó nó cũng có một cái số bị chết rồi, giống như là mấy cái người mà máu mạch nó bị tắc cái tim nó chết luôn cả nửa cái tim. Mình tiêm được hai cái trái phải người chết nữa, tiêm một cái tiêm. Do đó cái não mình đó, là trên cái phần mạch não nó cũng giống hệt vậy, có thể là nó có những cái điểm chết ở trên đó mà mình không biết. Và những cái điểm chết đó nó dấu hiệu là gì, là cái cơn đau đầu cho mình cũng vô là như là bị mà nó ê thì chỉ có một cái giải pháp mà tốt nhất là làm sao nóng cái vùng gan, nóng cái vùng động mạch cảnh trong vòng 2 giờ đồng hồ, sau đó lấy cái nóng kia xoa đều ở đây thì cho nó giãn mạch máu nó lưu thông trở lại thì chị ok và không cần phải dùng thuốc xuống vùng ngực nữa. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.